Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thơ với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với series sinh tồn của mình nha. Yeah. Và ok bạn ơi, có rất là nhiều bạn đã đặt thử thách cho mình, đó chính là anh Phong ơi, anh hãy mau mau đi giết rồng Ender đi anh. Đấy, cho nên á là mình thấy rằng là ui, sao mà có nhiều bạn muốn mình giết rồng Ender quá ta. Chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã tập hợp 500 anh em ở đây. Thật ra chỉ có 6 người thôi. Chào mọi người đi anh em. Hello. Đúng rồi. Tôi đã tập hợp 500 anh em ở đây để gọi là cùng tôi đi giết rồng Ender nha các bạn nha. Nhưng mà video hôm nay sẽ không phải là một video đi giết rồng bình thường đâu bạn ơi, mà mình mới nghĩ ra một cái ý tưởng này rất là hay luôn nè. Đó chính là mình sẽ chia ra hai đội, hiện tại đang có 6 người nè các bạn đang thấy. Hôm nay là mình có mời cả Mimi và Sammy và mèo Simmy vào đây để chơi chung bọn mình luôn. Và mình sẽ chia ra hai đội, mỗi đội 3 người, và đội của mình sẽ bao gồm là Phong Cận, Sammy và bạn Đảo Nô Lệ. Đấy, còn đội của Siro á thì sẽ bao gồm là Siro nè, mèo Simmy và Mimi á bạn nha. Và hai đội sẽ cùng nhau đi gọi là giết rồng Ender, và để coi đội nào sẽ là đội giết được rồng Ender trước nha bạn. Mấy bạn hãy thử đoán xem coi đội của mình hay là đội của Siro giết được rồng Ender trước. Hãy bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào. Let's go, giết rồng Ender thôi. Rồi ok, bây giờ đội của mình là có 3 người nè. Thì bây giờ nha, đầu tiên nè thì mình phải chế cho Sam một bộ áo giáp trước các bạn ơi, tại vì Sam giờ chưa có giáp. Qua đây Sam, qua đây. Tôi tông teo này tới đánh rồng, cái rồng khạc cho tôi cái tôi chết luôn phải không? Yên tâm, có tôi ở đây rất là nhiều kim cương luôn. Wow. Tôi là đại gia kim cương. Đây, bộ cáo nè, cái quần nè, đôi giày nè, sau đó là cái nón. Đây đây, Sam lại đây đây. Đấy, nè. Đó, mặc vô. Em có enchant được không? Nhìn ông lấp lánh đẹp quá à. Enchant hả? Enchant không kịp đâu, tại bây giờ là đang cần gọi là gấp phải không? Đây, tôi làm cho Sam một cái cúp luôn. Đây tôi làm cho Sam cái cúp nè. Đó, cái kiếm nè. Đó, cần còn mấy cái đồ khác đi bọn tôi. Đây, cái đôi giày. Ê, cái này hiếm này, để lại ở nhà đi, lỡ tôi mẻo ra chắc. Ok đó. Ok, để tôi đi. Rồi. Bây giờ nha, tiếp theo nè, thì giết rồng Ender các bạn. Thì mình nghĩ rằng là con rồng nó rất là mạnh, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi mang theo đồ ăn và chế thuốc cho đúng gọi rồi. Là hai người kia luôn nha. Ok, đầu tiên tôi để cái cúp của tôi vào đây trước đã. Ok, đi qua bên ruộng lấy bánh mì lên, đội bên kia qua lấy bánh mì trước kìa. Trời ơi. Tôi ra tôi lấy dưa hấu ăn cho mát ra ăn không? Không, lắm. Dưa hấu yếu lắm. Làm bánh mì. Qua đây. Okay. Đây. Ủa xong giết bò đi, mình lấy bò hơn không? Bò trời, giết xong rồi phải nướng nữa, lâu lắm bà ơi. Ha. Trời ơi, bây giờ nè, bánh mì nè, làm bánh mì đi. Ok. Rồi, lấy hết lúa luôn, dễ sợ. Đội bên kia lấy hết đồ ăn luôn các bạn ơi. Lấy đây, hết đây. Thì cứ lấy hết đi. Mình có vũ khí bí mật mọi người ạ. À. Ok. Rồi là bây giờ vô đây. Đào. Đào nó lại vô đây. Bây giờ nha. À không, đào nó lại giết bò đi em. Em giết bò để làm thịt đi. Ok, rồi bây giờ còn anh thì anh sẽ vào đây. Bạn hiểu không? Bọn mình á là bọn mình lần trước mình xuống địa ngục, bọn mình đã có kiếm được gọi là cái người ta gọi là cái bú địa ngục á các bạn. Thì cái bú địa ngục đó có thể dùng để chế thuốc được. Mình sẽ chế thuốc hồi máu cho đội mình nha. Ơi, đào. Đào, em nung cát lên để làm bình, để làm cái bình nước cho anh đi, nhanh lên. Nè tôi có bánh mì có trời nè Phong. Nè, giữ đi. Giữ đi. Ok. Chết rồi Đạo ơi, cái bú địa ngục là đâu rồi Đạo? Anh Rô giữ hết rồi. Oh no. Khôn vậy. Trời ơi, Siro chơi Siro giữ hết đồ. Trời ơi, Siro khôn vậy. Từ, tôi nghĩ rằng ở trong nhà vẫn sẽ còn. À, tôi nhớ rồi bạn ơi, hình như là bú địa ngục, tôi nghĩ rằng là Siro đã có thể cất ở bên cái kho chế thuốc bên kia kìa bạn. Đó, tại bên đó là kho chế thuốc. Nhiều khi Siro đã bỏ gọi là người ta bú địa ngục ở bên đó. Ok, tôi qua tôi xem coi. Ơi chết rồi. Có cái kho này hả? Không có, chỉ có cái người ta cái máy chế thuốc thôi, chứ không có bú địa ngục. À, chết rồi, Siro đã để bú địa ngục ở đâu vậy ta? 2000 years later. Hey, trời mấy bạn ơi, mất thời gian quá, không có bú địa ngục cho nên là bọn mình không thể nào mà có thể gọi là làm được thuốc hồi máu được. Cho nên bây giờ mình nghĩ lại, mình sẽ làm táo vàng nha các bạn nha. Ở đây đang có rất là nhiều vàng nè. Mình sẽ bỏ vàng ở đây mình nung để mình làm táo vàng đúng không đại? Có táo đúng không? Đâu? Có táo okay. Không? Hả? Có táo không? Táo hả? Táo thì đi hái đi. Bây giờ nè, Sammy được nhận nhiệm vụ nè. Sammy đi hái táo nè, Đạo đi hái táo cho tôi nha. Trời ơi. Ê nhanh ông nhờ, tôi thấy tụi mình bắt đầu đi lấy đồ bên kia mất đi cho kìa. Sợ yên tâm, có Phong ở đây. Yên tâm.
Mình sẽ mang theo mấy cái mũi tên xịn xịn nha bạn nha. Đây, lấy thêm cung tên nữa kiểu cho Sam luôn. À, có mấy cái khiên nữa bạn, mình sẽ lấy luôn mấy cái khiên luôn nha. Ok bạn ơi, và trong lúc đang chờ mọi người hái táo á, thì bây giờ mình sẽ làm một cái phương án dự phòng các bạn ạ. Đó chính là mình sẽ làm kim cương vàng. Ê, nhầm, lộn, không phải kim cương vàng, cà rốt vàng các bạn ơi. Đúng rồi, cà rốt vàng vẫn có thể ăn được để hồi máu nha. Cà rốt, ây, ủa sao có củ vậy? Ủa, sao có đúng một củ cà rốt vậy? Trời ơi, vậy làm sao mà làm? Trời ơi, cái team này toang rồi các bạn ơi, không có đồ ăn. Trời ơi, mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, đội bên kia đã gom hết tất cả vàng, gom hết tất cả táo, bú địa ngục các kiểu rồi. Đội bên kia thật là đáng sợ. Nhưng mà thôi không sao. Biết rằng là đội bên kia đã lấy hết tất cả đồ rồi. Bởi vậy cho nên Phong đã lường trước điều này. Phong đã có chuẩn bị trước các bạn ơi. Đây đây, đây, đi theo anh. Ở lộn, đạo chứ, đạo nô lệ đi theo anh. Qua đây qua đây. Đây, Sam, qua đây Sam. Đâu vậy? Trời ơi, đào một tay quá à. Coi nè, có thấy cục gì đây không? Không. Đây chính là cục đá cuội. Cục đá cuội này tôi có để tôi chôn một cái rương bên dưới. Ủa, cái rương gì không? Trong cái rương này có rất nhiều ngọc Ender. Trời ơi bạn ơi, bạn biết không? Trong lúc mà mình sinh tồn các bạn, mình đã giết được khá khá ra vậy ta con Enderman đó bạn, và mình lấy được khá khá ngọc. Và mình biết rằng là sẽ có ngày mình với Siro sẽ thi đấu giết rồng, cho nên mình đã quyết định giữ lại những cái viên ngọc này. Ok, lấy thêm viên ngọc trên bức tranh nữa nè. Ok. Giấu hết chứ. Tất nhiên phải giấu rồi. Ok. Bây giờ đã có ngọc rồi nè. Chúng ta cần thêm cái gì nữa đại? Đạo. Chúng ta cần thêm que lửa nữa. Que lửa đúng không? Ok. Bây giờ mình qua đi, địa ngục đi, đi nhanh lên. Ủa que lửa chi vậy? Que lửa để mình à, để mình làm thành cái con mắt để mình đi kiếm rồng á. À đúng rồi. Bên kia qua trước rồi, bên kia đang farm bên này nè. Kệ bên kia đi, mình có ngọc Ender trước rồi, mình lo gì, đi qua em. Ok, rồi bây giờ là xuống gì ta? Bên dưới này là sao? Bên dưới này đi theo tôi. Thấy sim rồi kìa. Tiếp cho tôi. Ở coi chừng con heo đánh nha. Ui, ghê vậy. Ok, đi qua đây. Ui, đội bên kia chặn đường mình lại không cho mình qua luôn kìa. Nguy hiểm thiệt. Ở đây có con quỷ lửa này, để tôi bắn đó. Mày. Kìa nó rơi cái que kìa Sam. Qua lượm. Rồi. Ok, tôi qua lên. Ui, a mày. Qua lượm cái chân té nha. Đi đường xuống. Đây tôi. À, nó quánh tôi không vậy? Hả? À, thôi cứ xuống đi, cứ xuống. Nó quánh thì quánh lại thôi. Còn không chạy. Cái que đâu rồi? Không thấy. À đây, nó xuất hiện rồi, Vô đây. Vô đây đứng farm anh, vô đây. Ok. Ủa em qua đây lúc nào hay vậy? Em đi trước luôn rồi. Ủa em đi trước hả? Thông minh vậy. Ok, được. Không bỏ thương mình nên đe trốn gọi là trốn là sao người. Yên tâm đi, có Phong ở đây sao ơi, đừng sợ. Phong tới đây. Đây nè, Phong đây nè. Qua đây. Cái que đây, que trông nè. Đâu cái que nè. Đây. Ok, đâu cái que nào? Một cái que à? Ok, không sao, một cái que. Rồi ok, lấy nè, sau đó chế, bỏ con mắt vô, chúng ta sẽ được mắt rồng Ender. Ok. Rồi qua đây. Hiện tại chúng ta đang có là 10, hình như là 13, 13 viên mắt rồi. 13 viên đủ không đạo nha. 16 viên là mới an toàn à. 16 viên hả? Vậy mình phải đi giết thêm rồi. Ok, không sao. Mình cứ lấy thêm que đi. Được bao nhiêu que em? Được 4 que rồi. Đây quan tranh. Bạn thấy mình thông minh không? Mình thủ sẵn luôn ngọc Ender luôn đó. Thấy mình thông minh không? Ok. Được à, 10 rồi. Ok, đứng đây chờ nó spam mới tiếp. Nhanh lên, trời ơi lâu quá. Ok, thôi giờ đạo đứng đây chờ farm nha. Nếu mà farm xong á thì đạo gọi là gì ta? Đạo làm gì ta? Đạo lấy que xong đạo đi ra ngoài đây giết Ender phụ anh nha. Tôi đi với ông nè. Ok, Sam đi theo tôi. Chúng ta cùng nhau đi giết trước mấy con Ender trước. Ui Sim kìa. À, mèo Simmy kìa bạn. Ơi bây giờ mình có nên giết mèo Simmy để mình lấy đồ không ta? Thùng á, ôi trời ác quá. Hét cái gì? Anh nghĩ là 5 que là đủ rồi em ạ. Đủ rồi. Mình đi kiếm mắt thôi. Mình đủ rồi. Để em farm cái này cho. Hả? Không cần farm đâu em. Đi kiếm mắt. Mèo Simmy. Thôi. Cái gì? Thôi ạ. Ok, thôi. Thôi. Tha cho mèo Simmy lần này nha, mèo Simmy. Ủa sao? Sao tôi tha mèo Simmy mà mèo Simmy vẫn chạy? Ôi trời ơi. Mèo Simmy chạy qua đó luôn kìa. Ok, hỏi từ bắn. Ôi, mèo quánh ai quánh em? Tránh ra em. Đánh bắn. À, chết mẹ ơi. Chết mẹ ơi, quay lượm đầu, quay lượm đầu. Tôi sắp chết rồi bạn ơi. Hả? À, mèo đuổi nè. Ơi, có đồ gì không? Ui, có táo vàng, có quả táo vàng. Ủa Sam ơi, Sam đâu rồi? Đây, may quá tôi xém luôn á. Qua đây. Ơi đạo ơi, ở bên dưới này sao anh không thấy được con Enderman nữa vậy? Oh no, chết rồi bạn ơi. Bây giờ bọn mình vẫn còn đang thiếu ngọc Ender, nhưng mà mình chưa kiếm được con Enderman nào hết. Mặc dù là bọn mình đã có thủ sẵn rồi, nhưng mà vẫn không có. Trời ơi, chết rồi. Simmy giờ không còn gì hết. Simmy nãy là chết mấy cái đồ rồi. Nãy nhưng mà cái đó là mình giơ cung ra mình tính bắn hù thôi, ai về đâu bắn con cái Sim chết luôn. Tỉ ra nhà ông Ro cũng biết đâu là ông quánh tôi sao vậy, chẳng là thù Sim á.
Hey, thôi không xong rồi. Anh nghĩ rằng là bây giờ mình phải lên trên người ta, lên trên mặt đất để mình kiếm đậu ơi. Ok bạn ơi, thì bây giờ bọn mình sẽ quyết định là bọn mình sẽ chơi liều luôn bạn ạ. Bọn mình sẽ gọi là sử dụng bằng 13 viên ngọc này để bọn mình đi kiếm rồng luôn. Thì hồi nãy mình đã chọi viên ngọc rồi thì nó chỉ bọn mình là đi về hướng này. Ok bây giờ mình sẽ đi thẳng về hướng này nha. Ok, rồi, chọi thêm lần nữa đi đạo cho chắc ăn. Ồ, vẫn là hướng này. Ok, lấm viên ngọc. Bắt lấy. Lấm. Ôi nó đây rồi. Có lấm được chưa? Chưa. Xong lấm mà chọi nữa vậy em? Chọi mất bây giờ. No. Lấm. Lấm em. Trời ơi, quỷ như vàng như bạc như châu bạc. Rồi leo lên chợ. Rồi ok. Ủa hướng này đúng không? Đúng rồi, đi xéo đi, cứ xi xéo đi, đúng rồi. Đi tiếp. Hey, trời ơi bạn ơi. Mấy bạn có thể thấy rằng là bây giờ mình đang chở đạo, còn Sammy mình cho Sammy chạy xe một mình. Em tốt không? Không, cái này là tại vì là Sam tự ngồi ở bên đó chứ Phong đâu phải là Phong không chịu chở Sam đâu, cái này Sam tự ngồi nha. Ô, cung điện ở dưới nước kìa. Wow. Trời ơi, nè, cung điện đó nguy hiểm lắm, cung điện nó có mấy con cá đó, mấy con cá tấn công mình á. Nè. Trời ơi, đi hồ trừ chứ thấy đất liền luôn. Anh thấy đất liền, anh thấy đất liền rồi. Thầy. Ồ, anh nghĩ là chúng ta vào trong đây thì chúng ta sẽ được đi đến nơi đó nè. Đây, ok. Vào đất liền rồi. Không biết đội bên kia đi đến đâu rồi ta. Ai, tôi thấy lo quá à. Tôi không biết là tôi có thắng được cái trận đấu này không nữa. Các bạn biết sao không? Tại vì Siro các bạn là ổng là chùm chơi gọi là speedrun luôn rồi. Đó. Trời ơi, cho nên là mình sợ lắm. Ổng là chùm speedrun á, cho nên là mình không biết mình có chơi lại ổng hay không đây. Rồi lên đây. Ok đây, rồi. Bắn thêm lần nữa đạo, bắn thêm lần nữa. Ủa. Ui. Sao qua bên đây? Ê, vậy là nó gần đây đó anh. Nó gần đây hả? Ok. Đi qua kia, bơi. Lấy cái thuyền. Rồi viên ngọc nãy giờ nó chưa bể luôn. Ừ, viên ngọc từ nãy giờ nó vẫn chưa bể. Ủa, em lượm này cho chưa? Rồi, anh rồi. Ok. Anh nghĩ là chúng ta gặp may mắn rồi em ơi. Rồi, bây giờ chọn tiếp em. Ủa, ê, nó ở đây. Ủa, thật hả? Nó ngay đây hả? Tôi cho lại em lượm đi. Qua đây. Rồi, em giờ nhanh dữ vậy. Em chọn lần coi, em chọn nữa coi. Ôi, bên dưới. Bên dưới này. Nó chìm xuống đất rồi, Ôi, đi thẳng xuống. Đâu. Qua đây Sam. Đây. Đào đi. Này. Đào. Đây. Đào ba đường đi. Cẩn thận nha, trời ơi, gì may mắn vậy. Yes, mấy bạn ơi, bọn mình đã kiếm ra được rồi mà bọn mình không tốn một viên nào luôn. Ôi, xuống luôn anh ơi. Ok, xuống rồi. Yes, kiếm được chỗ rồi. Ơi, cẩn thận. Rồi bây giờ đi kiếm cái cổng nha lên. Đi kiếm cổng đó là mình đúng rồi. Đúng rồi, không, mình đi kiếm cổng mình xuống giết rồng mình mới thắng cho em chứ sao kiếm cổng xong thắng liền được. À, đúng rồi. Ở đi kiếm cổng hay chia bây giờ mình chia ra mình đi kiếm cổng nha. Chia ra. Đi. Ôi, em tìm mới được rồi nè anh ơi. Tìm được rồi. Nè sao có chừng chết. Ok. Đây. Rồi qua đi qua chỗ đạo, nhanh. Ui, mấy bạn ơi kiếm được rồi nè. Coi chừng ngã. Ui. Trời ơi. Cái cổng này nó không có một viên ngọc nào luôn bạn ơi. Trời ơi trời. Em wow. Ok, đủ không đây. Ui, đủ rồi. Yes. Rồi, anh em chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Để tôi ăn táo vàng rồi đã, À, cho miếng táo đi. Rồi, Phong hết táo rồi, xong có đồ ăn chưa? Có, nhiều, rất okay, nhiều. Ok, rồi bây giờ chuẩn bị nè. 3, 2, 1, nhảy vô. Từ, vô. Vô. Ui. Ok, đào lên chỗ ông Đồng, Bụng mình win chắc rồi anh em ơi. Trời ơi. Thấy rồi. Bây giờ nha. Bây giờ lên đặt mấy cái kia. Ôi, tôi lên phải mấy cái kia đúng không? Ui. Đúng rồi. Ôi, né mấy con Enderman ra coi chừng chết. Mấy người Enderman đừng chém nhầm nhau nha. Nhìn. Phải mấy cục. Sam leo lên kia, đặt mấy cục kia đi coi chừng ngã nha. Đánh tôi ra chứ nó sắp chết rồi. Ăn bánh gì vô hồi máu. Ôi trời ơi bạn ơi, từ nãy giờ mấy con Enderman nó cứ đánh bằng mình hoài à. Hơi mệt nha. Đây, con đập bây giờ mình nhiệm vụ theo chúng ta là chúng ta sẽ bắn gọi là vỡ hết mấy cái viên hồi máu của con rồng. Ê đạo, em biết dùng giường để giết rồng không? Có anh có. Ok, được dùng giường giết rồng lên nha. Lên đập được không? Lên đập được. Mà lên cẩn thận nha, nó rồng nó sẽ bắn á. Ok, nổ rồi. Mấy cái ôi, con rồng cắn anh. Ôi con rồng này cắn đâu quá à? Sam coi cái cây nào mà nó có cái lồng á, Sam đập mấy cái trong cái lồng á thì mình mới không có dùng bằng tay mình đánh được, thấy không? Mình không dùng cung mình đánh được, mình phải dùng lồng. Ôi con rồng nó đang tấn công anh nè. Ok, rồi, vỡ rồi.
Ok ok, vỡ được thêm mấy cột nữa. Hết chưa, còn cột bên này đúng không? Còn cột bên này, nó hơi cao nè, để Phong leo lên cho. Ui mấy con Enderman, no. Đây. Phong ơi, bị con tấn công kìa. Thì tôi đánh nó. Ai da, mấy con Enderman đánh đâu quá bạn ơi. Ôi no, bộ giáp của mình cũng không đỡ nổi nó luôn. Nó đau quá. Cố lên anh. Anh đang cố đây, leo cho nó đi, để coi còn bên nào không, À còn bên đây. Em đập cột bên đó đi, anh đập cột bên đây. Đuổi ông ngoài luôn, tôi đánh rồi. Cẩn thận đi, nó bắn nha. Ây da, anh gần chết rồi. Sam, quýnh nó đi, Phong đang đỡ nè, quýnh nó đi. Ăn đồ ăn vô hồi máu thôi anh. Anh đang rất muốn ăn đây nhưng mà nó không, nó cứ đánh anh hoài rồi, nó không cho anh ăn này. Ok, anh nghĩ là anh đúp vô đây được. Ok, đây anh đứng dưới đèn hồi máu đã, trời ơi, Quýnh anh còn có 3 máu à. Ủa đâu vậy? Bây giờ cái gì vậy? Tôi bị, my god. Ui, con đồng tấn công anh. Ôi ơi, rồi có phá xong chưa? Phá xong hết chưa? Ê, đồ tôi đâu rồi, chết rồi. Phá chưa, anh. À, như phá hết rồi. Ây da, trời ơi, mấy con Enderman đánh anh hoài, anh hết máu rồi, no. Đồ tôi đâu rồi? Ây da, đâu? Ây da. Quay cho tôi đồ không? Mất đồ rồi. Ui, hết con này xong đến con khác lại nhào vô đánh anh nè. No. Ui, yep. Ui mày quá không chết, Ê, con rồng đáng ghét này. Đứng lại. Nó quýnh Sammy. Nó dám đánh Sammy với tôi kìa các bạn. Con Enderman. Mày Enderman thôi. Con rồng bay xuống đây, tao xử mày nè rồng ơi. Bây giờ nè, người ta Sam lại đây, Sam lại đây. Tôi đây. Phong đưa cho Sam cái cung nè, Sam ngắm cung sẽ bắn nó nha. Ok, còn Phong thì Phong sẽ dùng tay. Tay này. Phong thì Phong sẽ dùng tay đi, Phong sẽ dùng kiếm để Phong chém nó. Nó cũng gần, nó mất nửa máu rồi. Cố gắng lên. Ủa sao nó không xuống ta, xuống dưới đi mày. Ủa lên bên kia đang chạy qua bên mình á. Kìa bên kia có Ngọc Ender đó. Ơi từ mọi người né cái cột ở cho nó xuống, mọi người đứng ngay cái cột nó không xuống hay sao á. Ok. Né cái cột ở cho nó xuống. Ăn ngoài cũng trúng vậy. Ê nó sắp xuống. Ok vậy. Xuống cái giường nha, nó xuống bấm vô cái giường nha. Ok. Em đặt giường xung quanh này. Ơ nó xuống rồi, Sam đưa cung đây, Sam đưa cung đi cho Phong. Phong bắt Sam bắn hụt hoài à, Sam bắn hụt không à. Không bắn được. Đây tên Sam, Sam bắn hụt không à. Ủa hay vậy? Ôi, bắn vô giường, bắn vô giường. Ở bên kia quá, bên kia quá rồi. Oh no. Nhanh. Ông đô bắn của mình kìa. Nhanh. Không được để ông đô bắn. Tránh ra. Cái này là của tôi. No. Bây giờ cả hai đội gặp nhau các bạn ơi, giờ hợp tác đánh nhau hả? Trời ơi. Đây. Đánh em ơi, đánh. Tôi đang qua. Nó sắp chết rồi. Ôi nó, quên. Cố lên ông ơi. Yes! Anh giết đồ nó rồi. Anh giết đồ nó rồi. Yes! Anh là người giành được chiến thắng. Anh giết đồ nó rồi em ơi. Ây da. Thôi, xuống dưới. Rồi thẳng bên yeah, qua. Yeah, mấy bạn ơi, chúng ta đã giành được chiến thắng rồi. Chính cây kiếm của Phong đã chém chúng nó. Yeah. Yes. Ok bạn ơi, rất là vui luôn. Rồi rất là may mắn là đội của Phong đã giành được chiến thắng nha. Mặc dù là đội Siro đến á, thôi mình rất là sợ luôn bạn ơi, tại vì Siro rất là giỏi trong cái việc là đánh rồng. Mình sợ rằng là ổng chỉ cần quýnh con rồng cái thôi á là con rồng chết queo luôn á. May mà mình nhào vô mình đánh ông Rô ra, sau đó mình nhào mình chém rồng. Thật là may quá bạn ơi. Thật sự là mình rất là run, rất là căng thẳng luôn. Mấy bạn có hiểu không? Người ta hay nói rằng là mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng mưu. Mình biết rằng là một ngày nào đó thì ông Rô ổng cũng sẽ gọi là người ta thi đấu, gọi là giết đồng cùng với mình. Cho nên là mình đã chuẩn bị sẵn Ngọc Ender rồi. Và rất là may mắn là chỉ có 13 viên Ngọc Ender thôi, vẫn đủ để cho mình đến chỗ giết rồng. Rất là may mắn luôn. Và mình nghĩ rằng là Siro sẽ rất là bất ngờ lắm khi Siro gọi là biết rằng là mình đã có sẵn Ngọc Ender rồi. Ờ các bạn, cái này không phải là chơi ăn gian nha. Cái này không phải là chơi ăn gian nha. Ngọc Ender hả? Ôi trời ơi. Đúng rồi.
thì có thể là sẽ có một số bạn bảo mình là trời ơi anh Phong chơi anh Giang, anh Phong giấu Ngọc Ender trước, nhưng mà cái này là bọn mình lấy những cái đồ có sẵn trong nhà mà bọn mình không hề cheat, không hề gọi là chỉnh game mất bột hay gì ở nhà đây các bạn coi nè, không hề game mất bột được nha. Không hề game mất bột được. Và bởi vì đây là cái server của anh Rô, và anh Rô đã chặn hết tất cả lệnh rồi, không ai được quyền cheat trong cái server sinh tồn này hết. Cho nên á, là cái đó người ta gọi là gì Rô biết không? Cái đó là em tận dụng cái này là gì? Mưu kế không? Đó, em tận dụng. Đi bên kia thấy làm ra con mắt sớm quá, tại vì bên mình đi kiếm ngọc. Bên anh có kiếm ngọc nè. Cứ chém Enderman là ra được tầm khoảng 3 cục Ender. Xong rồi cái đi kiếm que quỳ lửa cái thứ đồ là tốn ở trong khoảng như 5 đến 10 phút ấy. Mà kiếm xong. Nhưng mà cái này á là em đã nói là em không chơi ăn gian nha, cái này là em lấy ngọc ở trong nhà mình nha. Đó mà em biết. Ôi, mình đâu biết là bạn, nói chung là cho fan đánh giá đi, mình thì no comment. Em biết rằng một ngày nào đó Siro cũng sẽ rủ em đi giết rồng, cho nên là em đã gọi là chuẩn bị sẵn. Ê, trong nhà bạn rủ tôi luôn các bạn. Thì rủ, nhưng mà cái cuộc thi này thì hai đứa mình cùng thi với nhau mà anh. Đấy thì các bạn, đó nói chung là cái này thì mấy bạn tự đánh giá coi mình có ăn gian hay không nha. Nhưng mà nói chung á là cái này là ngọc mình gọi là kiếm được mà mình cất ở trong rương thì tất nhiên là mình giấu rồi, kệ mình chứ đúng không? Sao anh? Tâm ơi, em biết nhiệm vụ của Sim vô trong team anh là gì không? Là gì anh? Đứng nhìn. Còn anh biết nhiệm vụ của Sam là gì không? Phong ơi, tôi sợ quá, cho tôi đi chung với, tôi sợ quá. Tôi lạc ông Miu rồi, ông đâu rồi? Tính ra Mimi còn có công dụng rất nhiều nha. Mặc dù công dụng của Mimi hơi thừa thải, nhưng mà vẫn có công dụng hơn Sim. Đó chính là Mimi đi gọi là... Ây da, đừng bắn tôi. Mimi gọi là đi phanh thịt. Với cả là Mimi biết đi đập mấy con, mấy cái mà hạt vàng á. Này mấy hạt vàng này nè. Ê, nhưng mà nãy ông hay quá ha. Ông lại nghe cái gì ta, cái đóng lúa, ông lấy hết bánh mì, lấy hết lúa, hết đồ luôn. Ôi trời ơi. Đâu, người ta chừa lại mà, anh lấy có một chút. À, ai lấy hết lúa, anh hồi nãy anh lấy có chút xíu à. Ông nào lấy hết lúa, bọn em không có bánh mì, bọn em ăn luôn. Em lấy được có một sắc à. Trời ơi trời. Ok, trời. Nhưng ơi. Mà nói chung á, cái này á, mấy bạn hãy nhớ rằng là cái này chỉ là Phần thôi. Đúng rồi, mấy bạn hãy nhớ rằng cái này là bọn mình chỉ chơi vui với nhau thôi nha bạn nha. Bởi vì cái này là world sinh tồn của mình và anh Siro và tất cả mọi người. Cho nên á, cái này chỉ là, nói chung á, mình giết được rồng thì anh em cũng được lợi mà. Mai mốt mình xây mấy farm thì anh em cũng được sử dụng mà, đúng không? Đó, cái này chỉ là chơi vui thôi. Cho nên mấy bạn cũng đừng có gọi là nói rằng là gì đâu mà người ta team Siro hoặc là gì Simi gọi là không biết làm gì, hay là anh Phong chơi giấu ngọc Ender, là anh Phong chơi ăn gian cái gì. Cái này không hề giấu, cái này không hề ăn gian nha. Cái này tôi tự kiếm ngọc và tôi giấu thì đó là chuyện của tôi. Ăn gian nào đó. Nhưng mà cái này chỉ là, nói chung là chỉ vui thôi nha các bạn nha. Cho nên các bạn cũng đừng gọi là khó khăn quá nha. Chỉ là vui thôi. Hãy nhớ cái này chỉ là vui thôi. Ok. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Và nếu như anh em muốn mình làm thử thách gì ở trong World sinh tồn này nữa, hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Và mình với anh Rô vẫn sẽ là bạn chứ Rô hả? Anh em chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt, vẫn sinh tồn với nhau chứ hả? Anh với em thì vẫn là nên tốt rồi mà. Anh không biết em với Sim sao thôi. Tự nhiên giết Sim giỏi, Sim Awa luôn rồi kìa. Ôi xong luôn, Sim giỏi mình luôn các bạn ơi. Pha đó mình giết Sim trời. Anh bạn editor gọi là tua lại cái đoạn mình giết Sim đi. Đó, bạn thấy không? Ok, hỏi từ để tôi bắn. Ôi, nghe quạnh ai, quạnh em. Chấm ra em, đánh bắn. Chết mẹ ơi. Đó, pha đó là mình lỡ tay mình đánh Sim mấy bạn ơi. Đó, mình không cố ý, mình tính giơ cung, mình bắn hù ấy. Dẹ, Sim chết luôn, xong mấy hồi Sim giận mình luôn bạn ơi. Mấy bạn nhớ qua bên kênh Sim, xin lỗi Sim giúp mình nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Bye bye.